chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, thứ ba ngày 22 tháng 8. Và bây giờ là những nội dung chính có trong chương trình. Trong năm học mới, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên đặt ra 10 nhiệm vụ trọng tâm nhằm đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy và học. Ghi nhận ngày đầu học sinh lớp 1 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến trường. Khẩn trương khắc phục các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Tháo nút thắt về tiếp cận đất đai cho doanh nghiệp. Hơn 1.000 tỷ đồng được đầu tư để duy tu, nâng cấp hệ thống đê kè trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trong năm học mới, ngành giáo dục tỉnh Hưng Yên đặt ra 10 nhiệm vụ trọng tâm nhằm đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn. Đó là thông tin từ hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2023-2024 do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức sáng nay với sự tham dự của đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Hào, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên. Năm học 2022-2023, vượt qua những khó khăn thách thức do tác động của dịch bệnh COVID-19, tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 ở cả 3 bậc học, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Ngay từ đầu năm học, ngành giáo dục xác định tập trung khắc phục những tác động của đại dịch COVID-19 đến chất lượng giáo dục sức khỏe tâm lý của học sinh, đồng thời đảm bảo kế hoạch năm học. Ngay từ đầu cái năm học thì nhà trường đã tổ chức những cái học sinh mà gặp khó khăn cho học tập để trực tiếp, tức là giao cho cán bộ giáo viên theo cái từng môn để mà bổ sung thêm cho các em về mặt kiến thức, để bù lại những cái thời gian mà các em không được học trực tiếp ở trong nhà trường. Với môn tiếng Anh lớp 3 là năm đầu tiên thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, bản thân tôi cũng như là các đồng nghiệp dạy môn tiếng Anh của huyện nói chung luôn cố gắng để tìm ra những cái phương pháp dạy học tốt nhất để các em có thể làm quen với môn tiếng Anh ngay từ đầu năm học lớp 3. Trong năm 2022, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 99,14%. Có gần 780 học sinh giỏi cấp tỉnh, 38 học sinh giỏi cấp quốc gia. Hưng Yên đoạt một giải nhì và một giải triển vọng cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, đoạt giải nhất lĩnh vực kinh doanh tạo tác động xã hội. Cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp toàn quốc. Gần 200 giáo viên cấp bậc học được công nhận dạy giỏi cấp tỉnh. Trong năm học mới, ngành giáo dục Hưng Yên đặt ra 10 nhiệm vụ trọng tâm nhằm đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn. Qua đó, thực hiện chủ đề năm học mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra, đó là đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Tự mỗi thầy cô sẽ cố gắng học tập trao dồi những kiến thức, đặc biệt là áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, vận dụng những cái phương pháp dạy học tích cực, hướng dẫn các em tham gia các cuộc thi về khoa học kỹ thuật, áp dụng những kiến thức đã học, tạo ra những sản phẩm, từ đó là xây dựng nên những đam mê, nhiệt huyết của học sinh. Em cũng đặt ra cho mình những mục tiêu, cố gắng học tập, tham gia các hoạt động của trường lớp, đoàn kết hơn với các bạn bè để có thể đạt được kết quả tốt. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng biểu dương những kết quả mà ngành giáo dục và đào tạo toàn tỉnh đạt được trong năm học vừa qua, đồng thời cũng chỉ ra những mặt hạn chế, khó khăn cần tập trung khắc phục trong năm học mới. Đồng chí yêu cầu ngành giáo dục chủ động phối hợp với các ngành địa phương ra soát cơ sở vật chất, xây dựng trường chuẩn quốc gia, đẩy nhanh tiến độ tuyển dụng giáo viên, thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Đồng chí đề nghị các thầy cô giáo chủ động tiếp cận những phương pháp giảng dạy tích cực theo chương trình phổ thông năm 2018, lựa chọn sách giáo khoa phù hợp điều kiện thực tế, thực hiện đúng các quy định của pháp luật, các văn bản chỉ đạo trong lĩnh vực giáo dục. Đắc đắc vẫn còn có chuyện là chọn học sinh vào lớp 1, tức là các cháu để vào lớp 1 thì phải qua cái khâu là phải tuyển chọn. Thế thì những cháu không đủ điều kiện thì có nghĩa là không có cơ hội để đến trường. Tương tự như vậy đối với nhóm học sinh vào lớp 6 mà nhỏ lẻ ở một số địa phương vẫn có cái chuyện là từ chối một số cháu mà không đủ điều kiện bằng cái công cụ đó là chỉ tiêu bằng này, phòng học bằng này và giáo viên bằng này. Thế thì cái giải pháp mà Hưng Yên đang áp dụng vừa rồi đấy thì là phải chấp nhận là phải tăng sĩ số. Không thể không cho các cháu là không đến trường được. Còn cả cái chuyện là cái thu, đấy, tức là những cái thu mà nó không đúng quy định cũng đề nghị Sở Giáo dục Đào tạo này
thế rồi ủy ban dân các địa phương thì các đồng chí hết sức quan tâm cho nội dung này. Ý kiến lác đác cử tri các địa phương thì vẫn nói về cái việc là cái thu góp không đúng quy định. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu phải chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra đối với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, phải đảm bảo tính ổn định trong khâu tổ chức. Sáng nay, nhiều trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tổ chức cho học sinh lớp 1 đến trường. Đây là lần đầu tiên các em được đến trường gặp thầy cô, bạn bè với niềm vui, sự háo hức và cả sự lạ lẫm bỡ ngỡ, ghi nhận của các phóng viên thời sự trong sáng nay. Dù 7 giờ 30 phút mới tập trung, nhưng từ 7 giờ sáng, phụ huynh và học sinh thôn đảo Vân Nghệ, xã Mai Động đã có mặt tại điểm trường duy nhất nằm bên kia sông Hồng của trường tiểu học và trung học cơ sở Mai Động, huyện Kim Động. Do có vị trí đặc thù, nằm biệt lập giữa bãi bồi sông Hồng, dân cư ít nên năm học 2013-2014, khối lớp 1 chỉ gồm 7 em học sinh. Để các em hứng khởi khi đến trường, từ nhiều ngày nay, giáo viên đã có mặt tại điểm trường để vệ sinh môi trường, trang trí lớp học, tạo không gian thân thiện cho học sinh. Điểm trường này khó khăn cách trở về phương tiện đi lại nên là cũng gặp nhiều khó khăn trong việc đón các con đến trường và cũng là cái thuận lợi cho các con. Cô giáo sẽ quan tâm hơn đến các con và dìu dắt các con trong cái kiến thức học tập cách tốt hơn. Tôi cũng đã trao đổi với con, nói chuyện với con về ngày tựu trường hôm nay và con có một tâm thế rất phấn khởi khi được đến học một ngôi trường mới và được giao lưu với các bạn mới. Con rất hào hứng để đến trường ạ. Ngoài điểm trường đặc biệt ở thôn Vân Nghệ, tại điểm trường chính của trường tiểu học và trung học cơ sở Mai Động, các giáo viên cũng có mặt từ rất sớm để đón gần 70 học sinh lớp 1. Ngày hôm nay dạy rất nhiều cái cơ bản cho các em biết được cái ngôi trường mình thực hiện cái gì, mình bày tỏ yêu cầu nguyện vọng ra sao và cảm thấy cô giáo, các bạn và ngôi trường rất thân thiết với mình ngay từ buổi đầu. Các em sẽ không sợ sệt nữa. Ngày hội đón gần 300 em học sinh lớp 1 tại trường tiểu học thị trấn Lương Bằng cũng diễn ra rực rỡ, sắc màu với sân khấu được trang trí bắt mắt. Sau khi tập trung, các em được giáo viên đón vào từng lớp học để làm quen với phòng học, với bạn mới. Cả bố mẹ lẫn cháu rất là hồi hộp. Khi mà đến thì rất là bất ngờ các cô đón các cái cháu từ cổng trường và đã chỉ dẫn rất là cụ thể để các cháu bước vào trong lớp với cái dáng vẻ rất là tự tin và hòa đồng với các bạn. Các con đến trường với một vẻ mặt rất là vui tươi, phấn khởi và với một cái khí thế tưng bừng của ngày tựu trường. Ở tuần đầu tiên này thì nhà trường tổ chức cho các con đến với mục đích chủ yếu là để cho các con làm quen với môi trường mới, làm quen với cô, làm quen với bạn và bước đầu làm quen với các hoạt động của nhà trường. Năm học 2013-2014, tỉnh Hưng Yên có trên 23.000 học sinh lớp 1 ở 685 lớp học, tăng trên 1.700 học sinh so với năm học trước. Theo kế hoạch, học sinh lớp 1 sẽ có hơn một tuần đến trường làm quen với chương trình học. Các khối lớp còn lại sẽ tự trường vào ngày 28 tháng 8 tới. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh Hưng Yên đi kiểm tra một số vị trí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ 39, DT384, tuyến đường bộ nối cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với cao tốc Cầu Rẽ-Ninh Bình, đường liên tỉnh Hà Nội-Hưng Yên kéo dài, tức đường DT379, khu vực nút giao Cống Chui giữa đường DT382 với đường DT382B. Theo báo cáo của các sở ngành địa phương, hiện nay trên các tuyến quốc lộ 39, DT379, DT384, tuyến đường bộ nối hai cao tốc có một số vị trí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông tại các nút giao với đường huyện, đường xã. Nguyên nhân chủ yếu là do tại một số vị trí việc tổ chức giao thông chưa hợp lý, chưa giải phóng được mặt bằng nên hình thành điểm thắt cổ chai, một số vị trí thiếu biển báo, đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo, cây xanh che khuất tầm nhìn. Bên cạnh đó, hiện nay một số tuyến giao thông vừa thi công xây dựng vừa khai thác sử dụng, các đơn vị thi công chưa bảo đảm yêu cầu về an toàn giao thông. Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam phê bình một số địa phương, đơn vị để xảy ra tình trạng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên một số tuyến đường thời gian qua, đồng thời yêu cầu Ban An toàn Giao thông tỉnh tăng cường phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, khẩn trương rà soát, xây dựng phương án khắc phục các vị trí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, rà soát bổ sung kịp thời hệ thống biển báo, biển cảnh báo, cờ giảm tốc,
Sở Giao thông Vận tải, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Công trình Giao thông Xây dựng yêu cầu các đơn vị thi công tuyến đường bộ nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình DT379 khẩn trương khắc phục các bất cập, thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công, chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm tình trạng xe quá tải hoạt động trên một số tuyến đường. Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên ban hành chỉ thị số 15 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh. Nhờ đó đã huy động được cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, tạo đồng thuận trong nhân dân để tháo gỡ nút thắt về tiếp cận đất đai cho doanh nghiệp. Phóng sự được thực hiện tại huyện Ân Thi, địa phương làm tốt công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án trong thời gian qua. Dù 1,3 mẫu đất nông nghiệp đã chuyển đổi sang làm trang trại VAC, đang cho thu nhập khá, nhưng ngay khi biết chủ trương của nhà nước về thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp, gia đình ông Đình cũng như nhiều hộ dân khác ở thôn Ngô Xá, xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi đồng thuận ngay và bàn giao mặt bằng để triển khai dự án. Chính nhờ sự đồng thuận của nhân dân mà hạ tầng khu công nghiệp được triển khai nhanh chóng. Anh em chúng tôi vận động, không những gia đình chúng tôi và cả dân làng đều phấn khởi là bàn giao kịp thời cho nhà nước. Hơn một năm qua, xã Quảng Lãng đã sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng gần 200 hecta, chiếm hơn một nửa tổng diện tích đất nông nghiệp của xã, để bàn giao cho các doanh nghiệp triển khai dự án như khu công nghiệp số 5, cụm công nghiệp Quảng Lãng, Đặng Lễ, mở rộng nút giao đường nối hai cao tốc, diện mạo về các khu cụm công nghiệp hiện đại cùng những trục giao thông lớn đang dần hiện lên tại địa phương. Trong đó có vai trò to lớn của nhân dân đã nhường đất để thực hiện dự án. Khu công nghiệp là nhanh chóng vào vận hành để đưa các nhà máy vào để tạo công ăn việc làm và cho người dân, để nâng cao cái đời sống cho người dân. Thế xong thì khi khu công nghiệp vào vận hành, các nhà máy vào hoạt động thì cũng rất là mong khu công nghiệp rồi các cái nhà máy là quan tâm đến vấn đề vệ sinh môi trường. Với cách làm công khai, minh bạch, từ công khai diện tích thu hồi và công khai về số tiền đền bù từng hộ, minh bạch về chính sách đền bù và hỗ trợ, Hưng Yên đã tạo ra cuộc cách mạng về giải phóng mặt bằng, tháo gỡ được điểm nghẽn về tiếp cận đất đai mà doanh nghiệp hay gặp phải khi vào đầu tư. Chỉ tính riêng năm 2022, các địa phương trong tỉnh Hưng Yên đã giải phóng mặt bằng được hơn 1.000 hecta diện tích khu cụm công nghiệp, trong đó huyện Ân Thi chiếm hơn non nửa diện tích. Xác định quan điểm là huyện Ân Thi cùng đồng hành với nhà đầu tư thì tập trung phối hợp, làm tốt công tác phối hợp và triển khai đến cấp ủy chính quyền, các đoàn thể của địa phương và các phòng ngành tham mưu tổ chức thực hiện tốt công tác kê khai kiểm đếm. Thì trong thời gian vừa qua thì các dự án đã được triển khai và tổ chức thực hiện giải phóng bằng, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ. Định hướng quy hoạch đến năm 2030, tỉnh Hưng Yên sẽ phát triển thêm nhiều khu cụm công nghiệp mới được bố trí theo 5 hướng tuyến chính. Một là theo trục đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và đường nối hai cao tốc. Hai là theo trục đường nối quốc lộ 5. Ba là theo trục nối quốc lộ 5 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Bốn là theo trục đường tỉnh 378 kết nối với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Năm là theo trục đường Tân Phúc - Mộng Phan. Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Cục Thuế Hưng Yên phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn cập nhật chính sách thuế và phòng tránh rủi ro trong thực hiện chính sách pháp luật thuế cho các doanh nghiệp, doanh nhân và người nộp thuế trên địa bàn tỉnh. Hơn 500 đại biểu đến từ các doanh nghiệp trong tỉnh và cán bộ công chức ngành thuế Hưng Yên được bà Nguyễn Thị Cúc, chuyên gia cao cấp, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Quốc gia trao đổi các nội dung về rủi ro trong tuân thủ chính sách pháp luật thuế, biện pháp khắc phục giảm thiểu rủi ro. Gói giải pháp giảm thuế suất, thuế giá trị gia tăng 2% theo Nghị định 44 của Chính phủ và Nghị quyết số 101 của Quốc hội, các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về quản lý hóa đơn điện tử, vấn đề chống rủi ro trong quản lý và sử dụng hóa đơn điện tử. Qua hội nghị tập huấn này, giúp đối tượng nộp thuế và cán bộ thuế hiểu đúng và thực hiện tốt chính sách thuế, tránh được rủi ro không đáng có trong quá trình sản xuất kinh doanh. Sáng nay, Hội Đông y tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị biểu dương các thầy thuốc đông y tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Hội Đông y Việt Nam ngày 22 tháng 8. Dự hội nghị có Phó Giáo sư Tiến sĩ Đậu Xuân Cảnh, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam.
Những năm qua, Hội Đông y tỉnh Hưng Yên luôn bám sát thực hiện cụ thể hóa các phong trào thi đua, quan tâm động viên khích lệ đội ngũ thầy thuốc đông y có những bài thuốc gia truyền, kinh nghiệm hay, phương pháp chữa bệnh độc đáo để phổ biến cho hội viên học tập, vận dụng trong điều trị cho người bệnh. Tổ chức nhiều hội thảo chuyên môn để trao đổi học tập với hàng trăm đơn thuốc, bài thuốc, cây thuốc quý, phương pháp chữa bệnh hay để cán bộ hội viên học tập thừa kế và ứng dụng đạt kết quả cao trong điều trị. Nhờ có sự động viên khen thưởng kịp thời, ngày càng xuất hiện nhiều tập thể cá nhân điển hình tiên tiến, đóng góp tích cực vào sự phát triển của hội. Hội Đông y tỉnh đã tiếp nhận nhiều bài thuốc và kinh nghiệm của các hội viên. Tại hội nghị, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp đông y cho 17 cá nhân đã có cống hiến cho sự nghiệp thừa kế, phát huy, phát triển nền đông y Việt Nam và tặng bằng khen cho 4 cá nhân, 10 cán bộ hội viên được Hội Đông y tỉnh cấp giấy chứng nhận công nhận bài thuốc cống hiến. Trong giai đoạn 2021-2023, tỉnh và Trung ương đã đầu tư trên 1.000 tỷ đồng thực hiện các công trình, dự án xây dựng, nâng cấp, tu sửa đê điều, góp phần phục vụ nhu cầu giao thông, đi lại của người dân, tối đa hóa hiệu quả phục vụ, đảm bảo an toàn phòng chống lũ và phát triển sản xuất. Trong đó, năm 2021, đầu tư 950 tỷ đồng thực hiện duy tu bảo dưỡng hành lang chân đê, tu sửa đê tả sông Hồng, huyện Quế Châu, kè Đồng Thiện, huyện Tiên Lữ và kè Phi Liệt, huyện Văn Giang, xử lý cấp bách các kè Mai Xá, huyện Tiên Lữ, kè Phi Liệt, huyện Văn Giang, kè Phú Hùng Cường, thành phố Hưng Yên, kè Đức Hợp, huyện Kim Động, nâng cấp đê tả sông Luộc kéo dài, nâng cấp được khoảng 33 km đê tả sông Hồng, đê tả sông Luộc thuộc địa phận các huyện Tiên Lữ, Phù Cừ và thành phố Hưng Yên. Năm 2022, tổng kinh phí thực hiện 52 tỷ đồng, thực hiện duy tu bảo dưỡng hơn 300 mét đê tả sông Hồng, huyện Quế Châu, tu sửa kè Nghi Xuyên, huyện Quế Châu và kè Phú Hùng Cường, thành phố Hưng Yên. Năm 2023, tổng kinh phí 34 tỷ đồng thực hiện duy tu bảo dưỡng đê tả sông Hồng, huyện Quế Châu và kè Mai Xá, huyện Tiên Lữ, kè Nghi Xuyên, huyện Quế Châu, kè Lam Sơn và kè Phú Hùng Cường, thành phố Hưng Yên. Thời gian qua, song song với việc đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, xã Bình Kiều, huyện Quế Châu luôn quan tâm thực hiện tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn. Đây là tiêu chí quan trọng nhằm định hướng, hỗ trợ cho người dân phát triển hình thức sản xuất phù hợp, bền vững và nâng cao giá trị sản xuất. Được thành lập đầu năm 2020, trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên nhờ tận dụng không gian mạng để phát triển việc quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, 3 năm qua, Hợp tác xã chăn nuôi gà Đông Tảo Tín Thắng vẫn hoạt động ổn định. Hiện nay, Hợp tác xã có khoảng 15.000 con gà, gồm gà Đông Tảo bố mẹ, gà hậu bị và gà thịt. Trung bình mỗi tháng, Hợp tác xã sản xuất 20.000 con gà giống Đông Tảo, bán với giá từ 18 đến 20.000 đồng một con. Ủy ban nhân dân xã tạo điều kiện giúp đỡ về mặt cơ sở vật chất của thôn cũng như là trong làng xã thì tạo điều kiện hết mức về hỗ trợ cho con giống hoặc là cho thuốc. Hợp tác xã đang mở rộng thêm 600-700 mét chuồng để nuôi gà bố mẹ để cung cấp con giống cho bà con nhân dân. Từ đầu mùa thu hoạch nhãn đến nay, mỗi ngày các thành viên của Hợp tác xã Nông nghiệp Sạch Minh Bảo ở xã Bình Kiều đều tất bật thu hoạch và đóng gói để kịp giao cho khách hàng. Ngay từ khi thành lập vào năm 2016, Hợp tác xã tập trung sản xuất các giống nhãn chất lượng cao như T1, T6, siêu ngọt nhằm đáp ứng thị trường quả biếu. Hiện nay, Hợp tác xã có hai vùng liên kết với trên 200 hộ trồng nhãn theo tiêu chuẩn Việt Gáp trên diện tích 29 ha. Toàn bộ số nhãn của các thành viên hợp tác xã đều được tiêu thụ với giá cao hơn gấp 3 lần so với các hộ không tham gia liên kết. Sản xuất sạch và hữu cơ này là nó giữ cho mình sức khỏe là một này, và đến khách hàng người ta được ăn những các cái trái nhãn sạch để đảm bảo sức khỏe, thì cái đó thì tôi cũng thấy góp phần để tạo nên một cái nền nông nghiệp mà xanh sạch cho xã hội. Hiện nay xã Bình Kiều có 6 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp với 5 sản phẩm OCOP đã được chứng nhận. Tỷ lệ sản phẩm chủ lực được bán qua kênh thương mại điện tử đạt trên 15%. Một số mô hình ứng dụng công nghệ cao liên kết theo chuỗi giá trị gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm. Chúng tôi tập trung vào là quy hoạch thành vùng. Vùng thứ nhất là vùng tiểu thủ công nghiệp, và vùng thứ hai nữa là vùng về nông nghiệp sạch. Thì trong cái đó là chủ yếu là những cái sản phẩm là sản xuất tại chỗ, để làm sao ấy là phát triển những cái hợp tác xã
hoặc là cái tổ hợp tác xã để tiêu thụ và chế biến trực tiếp cái hàng nông sản của bà con. Việc quan tâm tới tiêu chí tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn giúp các hợp tác xã ở xã Bình Kiều phát huy năng lực hoạt động hiệu quả, có doanh thu khá, qua đó giúp địa phương hướng đến mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, hiện đại. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.